À, xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của chị đẹp để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai ha. À, có bông trổ rất là đẹp rồi quý vị ơi. À, chào chị. À, chị chào thầy Tuấn, mình cũng chào trên kênh Mai Vàng Quay Dừa nha. Chào tất cả anh chị em gần xa. Hôm nay mình cũng có đem về một lô mai này dảo hạt Thủ Đức để giao lưu với anh em nha. Thì mình cũng mong anh em ủng hộ giùm mình. Bây giờ mình từ hôm Tết này mình cũng không có được lên clip nào, hôm nay bắt đầu mình lên clip đầu tiên trở lại nha anh em. Anh em ủng hộ mình nha. Rồi mình địa chỉ của mình thì ở ấp 2, xã Nghĩa Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại của mình là 0339903105. Hình thức của mình là cũng bao ship toàn quốc cho anh em luôn nha anh em. Rồi, mình vào cây đầu tiên của clip hôm nay là mã số 32 nha quý vị. 32. Rồi, 32. Rồi, chiều cao em nói luôn. Rồi khoảng 1m4, 1m5 vậy ha quý vị ơi. Rồi này cũng nụ nút nụ thì cũng thấy rồi nè ha. Rồi để chỗ nào mà trống trống vậy quay nút nụ quay quý vị ơi. Đây thì 2, 4, 5. Ở đây thì nhóc luôn. Đây thì cánh quá xa quý vị. Cánh ở trên đây cũng vậy ha, cũng nhóc cánh ha. À, đủ loại cánh hết trơn. Rồi, mình vào cái hoành luôn. Hoành 23 là tính 22. Rồi, 23 là tính 22. Rồi, giao luôn như chị. Cái này cái thước mình nó bị mất hết một phần đầu. À. Cái mai mình giao vô giá 1 với anh em nha anh em. Rồi. Vì cái thước của mình nó bị đứt hết phần đầu. Cái phần đầu rồi. 23 mình nó 22. Rồi. Mã số 33. Số 33 cao chứ khoảng 1m5 anh em. Rồi tầm 1m5 luôn. Đây. Rồi, tay cành nó đây ha quý vị. Đây này sao nó u nần quá trời vậy ta. Rồi, quay tiếp chị. Nó u nần quá. Rồi, tay cành đây ha quý vị, đợi em xíu nha chị, tay cành đây ha. Rồi, hoành 27 28 là tính 27 ha chị. 27. Cái này mình giao luôn với anh em giá 1 triệu. Rồi, 1 triệu. Rồi bao ship tới nhà nha nha quý vị. Mã số 34. 34. Số 34 cao khoảng 1m5. Rồi, 1m5. Có hơn luôn. Đó, ngừng lại cái bông. Đó. Ngừng ngẫu nhiên ha. Đây, bông cũng quá xá cánh luôn ha. Rồi, tay cành đó quý vị ơi. Rồi, quanh nhiêu chị? 21. Rồi, 22 tính 21. Mình cũng đã trừ rồi. Trừ rồi nha quý vị. Cây 34 này mình giao lưu với anh em giá 800. 800, được cây mai dảo luôn. Bao ship tới nhà. Mã số 35. 35 mới tăng đều ha. Rồi, cao. Cao khoảng 1m3. 1m3. Đó, tay cành đều luôn. Hoành luôn. Hoành 18. 18. Rồi, giao luôn nhiêu chị? 35 mình giao lưu với 1 triệu. Rồi, 1 triệu bao ship tới nhà luôn, bao ship toàn quốc nha quý vị. Rồi, mã số 36. 36 cao khoảng 1m3, 1m2. Khoảng 1m2. Tàn xe đẹp. Đẹp, tàn đẹp. Đó. Hoành em nói luôn. Hoành em nói 23. Rồi, xem một vòng đế cho quý vị xem đế nè. Mã 36 bao giao lưu 1 triệu. Rồi, 1 triệu nha quý vị. Bao ship tới nhà luôn nha quý vị ơi. Rồi xuống cây. Mã số 37. Rồi 37 quý vị. À, cũng nút nụ bung quá xá luôn ha. Rồi cao tầm khoảng 1m7 nha quý vị. Coi cây đi. À, nụ bung bung nè. À, bông ha. Rồi, quanh nhiêu chị? Quanh 19. Rồi, báo giá luôn. Rồi, 800 ngàn ha. 800. Rồi, nụ hết sức cái nụ luôn ha. Rồi, mã số 38. 38 cũng thấy mà có mặt bông luôn rồi nè. Đó, bông bị chảng luôn á quý vị ơi. Cao tầm 1m7 nha, tính chót đọt luôn nha quý vị. À, cái bông hết sức cái bông luôn nè. Ê, cái bông hết sức to luôn ha. Được 6 cánh ha. Rồi. 20. Rồi, 20 quanh.
số 35 mình vô luôn giá 900. À 900. Ba mấy? 38 cái gì ơi? 38. Số này mình giao luôn giá 800 luôn anh em. Rồi. Rồi qua 39 cái gì ơi? Rồi 39. Cao khoảng tầm 1m6 1m7 vậy ha. Tầm đó nha quý vị. Rồi tay cành ở đây. Đó. Rồi, qua anh em nói luôn. 25 mình tính 24. Rồi, chị báo số đã trừ rồi luôn đi ha. Báo số sẽ trừ luôn đi là 24. Rồi, 24 á. Báo vậy đi. 39 mình vô luôn giá 800 anh em. Rồi, 800 ngàn. Rồi, xuống cây anh em ơi. Rồi, mã số 40. À, nút nụ cũng bung xanh xanh hết trơn ha. Là cao tầm khoảng 1m6 đi ha quý vị. Này mới bung nút là không thấy được cái mặt bông ha quý vị. À. Có mặt bông, quay mặt bông cho quý vị xem ha. Này chơi bông tháng 2 à. Tháng 2. Rồi, qua anh nhiêu chị? 23. 23. Rồi, báo giá luôn. Vô luôn giá 1.1 anh em. Rồi, 1.1. Mã 40. Rồi, chừng ngày 2 ngày nữa là thấy được mặt bông ha. Mã số 41. Rồi, 41 cao tầm khoảng 1m6 luôn đi. Rồi, tay cành nó đây quý vị. Đây thì đây nó bị hơi bị bể thân trong đây xíu ha. Có gì khai ha. Rồi, quanh nhiêu chị? Quanh 22. 22 quanh. Rồi, giao luôn nhiêu chị? Giao luôn giá 800 anh em. Rồi, 800. Rồi, qua cây mới luôn. Rồi, mã số tiếp theo là nhiêu? 42. 42 cao tầm cũng khoảng 1m7 nha quý vị ơi. Tính tới định đọt ha. Đây. Rồi, quanh nó nhiêu chị? Quanh 22. Rồi, em thấy có cái mặt bông trên đây để em cho quý vị xem cái nha. Đây có cái nở cái bông. Rồi, 2, 4, 6, 6 cánh bầu đẹp ha. Rồi, giao luôn nhiêu chị? Giao luôn giá 800 cây 42 luôn. Rồi, 800 ngàn. Mã số 42. Rồi, mình qua số 43 bên đây của gì ơi? Cao khoảng 1m5. Rồi, 1m5. Sao cây này nó có u của nào nữa trời. Không có gì bình thường cái này mình. Rồi tay cành đây quý vị ơi, bông bự không? Rồi hoành em nó luôn. 20 hoành. 43 giao luôn nhiêu chị? Vô luôn 800. 800 ngàn bao ship tới nhà. Rồi 23. Xuống cây luôn. 44. Rồi 44 để xe con mắt thì nắng quá xe chổng cũng sáng rồi. Rồi, cao tầm khoảng 1m6. Có mặt bông ở đây. Rồi, dừng ở dưới thấp quay luôn. Rồi, đây là 5 cánh nhưng mà 5 cánh bầu màu rất là sậm ha. Bông đẹp ha. Rồi, tay cành ở đây quý vị ơi. Rồi, khoanh. 25. 25, đã trừ rồi nha quý vị. Báo số đã trừ rồi đó nha. Rồi. 44, giao luôn 900. Rồi, 900 ngàn bao ship tới nhà luôn quý vị ơi. Rồi, mình qua cây 45. 45. Cao 1m6. Rồi, 1m6. Rồi, tay cành này quý vị. Rồi, qua anh em nó. 23. Rồi. Em báo là đã trừ hết rồi nha anh em. Rồi, chính xác rồi ha. Rồi. Cây 45 vô luôn giá 700. Rồi, 700 ngàn. Rồi, xuống cây luôn, bao ship tới nhà. Giá yêu thương luôn. 46 cái gì ơi? 46. Rồi, cao khoảng 1m6. Rồi, nút nụ bung xanh xanh hết trơn ha, nhưng mà chưa có thấy được mặt bông ha. Quanh 20. Rồi, 20 quanh. Giao luôn nhiêu chị? Giao luôn giá 800. 800 ngàn. Mã 46 ha. 46. Rồi, ship tới nhà quý vị luôn ha. Sao mã 47? Rồi mã số 47. Đây, thấy được mặt bông rồi nè. Rồi mét cao 1m4. Rồi để cho quý vị xem cái mặt bông của nó đây quý vị ơi. Nằm ở trong rồi để mình kéo nó thôi. Cái này là lật nó ra quý vị ơi. À,
năm cánh bầu đẹp ha. 21 mình tính 20. Đây. Cái có đế luôn ha. Cái này đế đẹp nè. Đế đẹp nha anh em. 47 mình giao lưu giá 700. Rồi, 700.000. Bao ship tới nhà quý vị luôn. Qua 48, 48 khá là cao. Cao lấy khoảng tầm 1m8. Rồi, thay cành ở đây quý vị. Còn dưới đây cũng đều đây ha. Rồi, chuẩn bị cái quành em nói luôn chị đẹp ơi. Rồi, chạy thước mất tiêu rồi. Chạy thước. Rồi. 25, 24. Rồi, 24 quành. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Giao lưu giá 800. 800 ngàn, bao ship tới nhà luôn. Giá con này cũng yêu thương luôn ha. Nhanh tay chốt ủng hộ chị đẹp quý vị. 1,5 m. Rồi mã số này bao nhiêu rồi vậy chị? Cái số bên kia. 49. Rồi 49 quý vị ơi. Rồi cao tầm 1,6 m, 1,5 m vậy ha. À. Cái này thì chưa bung ha. Chưa thấy nút nụ ha. Quần 23 tính 21. Mấy? Tính 21. Rồi tính 21 luôn. À, gần 22 mình tính 51 à. Rồi. Bờ 49 giao lưu giá 800. 800.000. Rồi xuống cây luôn anh em. Cái này vàng đậm luôn nha. Rồi, hết sức cái màu luôn ha. Này đồng đồng đẹp à. À, mã số 50. 50. Cao 1m8. Có mặt bông luôn đó quý vị ơi. Bông. Rồi 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 chị dừng cho em. 18. Đây, có 6, mặt bông 7. Phía trước đây ha. Dịnh. À, bông ra đâu mình đếm này. 8. 8 cánh ha quý vị. Rồi còn ở trên thì bông chùm luôn nè. Đây bông chùm nè, chùm đoạn này. Đấy luôn rồi, ha đóng bông chùm. Rồi mình chuẩn bị cái quành em nó luôn. Quành 20 mấy đây? 24 mình tính cũng như 23 nha. Rồi 23 giao luôn nhiêu chị? À, cây 50 vô luôn 900. Rồi 900 ngàn đựng cây mai dảo luôn ha. Bông chùm luôn. Rồi cây 51. 51 cao khoảng 1m6. Rồi 1m6. Có bông luôn. Đó. Bông to luôn ha. Mặt bông ha, quý vị thấy mặt bông rồi ha. Rồi gần 52. 52 để nào quý vị, giá nhiêu chị? Giao lưu giá 800 luôn nè. Rồi 800 ngàn. Rồi xuống cây luôn. Qua 52. 52 cao khoảng 1,6 m. Rồi 1,5 m, 1,6 m gì tầm đó quý vị ơi. À, tại cạnh đó ha. Rồi và anh em nói luôn. Rồi 21 và nè, 22 tính 21 ha. Rồi giao lưu nhiêu chị? 700. Rồi 700 ngàn bao ship tới nhà. Qua cây 53. 53 cao khoảng 1m4 đi. Rồi tính 1m4 là chắc ha. Chắc đi. Đây tay cành. Rồi từ từ quý vị xem nè. Rồi quanh. Quanh tính 22. Rồi 22 quanh. Giao lưu nhiêu chị? Cây 53 giao lưu 700 luôn. Rồi 700 ngàn. Rồi qua cây 54 luôn. 54 ha, cao tầm 1m5 đi ha chị. Bông vàng tươi luôn. Đây, hết sức rồi ha. Vàng đậm luôn á quý vị. Tại cành cũng đều đi ha. Da giống như da me vậy ha. Rồi quanh. Quanh 18 tính 18 thôi. 18 thôi ha. À. Dạ. Cái mình giao lưu với anh em giá 1 triệu nha. Ở cây này cái da y như cây da me ha. Da là ngon quá. Da lạ hơn mấy khác, cây 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 khác. Cây đẹp. Rồi. Qua cây 55. Nay là cũng bông chùm xong nè. Rồi cao 1m8 đi ha. Cao quá xá cao nè. Rồi bông nó đây quý vị. Rồi tay cành nó đây. Rồi quanh nó. 19. 19 của anh. Rồi giao lưu như chị? Em giao lưu giá 900. Rồi 900 ngàn. Rồi xuống cây ha. Rồi mã số 56 gì ơi?
56. Rồi tầm 1,5 m. Rồi tay cành quá xá luôn ha. Rồi qua anh em nó. Rồi 19 ha. 19. Rồi giá luôn nhiêu chị? 900. Rồi 900. Bao ship tới nhà. Mã số 57. Cao khoảng 1,4 m. 1,4 m cao. Năm mấy vậy không? Năm Đây à, 57 bên đây. 57. Rồi quan. Bình tính 52. 22 quan. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Giao lưu 57 giao lưu giá 1 triệu. Rồi, 1 triệu. Rồi xuống cây anh em ơi. Rồi, cây này bông màu vàng đậm dữ ha. Bông bự nữa. Rồi mã số 58. 58. Rồi, 1,4 m. Bông chùm chùm. Cây này bông bự nha. Bông chùm nữa này. Hết sức rồi ngon quý vị ơi. Bông bự chảng luôn ha. Quá xa bông luôn ha. Rồi 21 của anh ha. 21. 58 vô luôn với 1 triệu. Rồi 1 triệu quý vị ơi. Bông chùm mà bông bự nè. Đó. Rồi xuống cây luôn. 9 cao khoảng 7 à. Mã số 59. 1,7 m cao. À, tay cành chia cũng đều đi ha. Rồi 22 của anh. Rồi giao luôn nhiêu chị? Giao luôn giá 1 triệu. Rồi 1 triệu luôn, bao ship tới nhà. Chỗ 60. Rồi 60 cao cũng khoảng tầm 1,7 m đi ha. Đó. Bông nào cũng quá sát cánh luôn đó quý vị ơi. Đây. Có bông này ha. Nhưng mà rớt mà mới đụng rớt mới hết mấy cánh rồi. Rớt mấy cánh rồi quý vị ơi. Rồi, tay cành cũng nhóc cái đoạn này ha. Rồi hoành này cũng khá to. Nhiêu chị? À, hoành này hai mình đo vậy là 27. 27 tính 56. Tính 56 tính 55. Tính 55. Đó. Rồi 25 hoành. 25 60 giao lưu giá 900. 900. Rồi, mình qua 61. Rồi. Rồi là mã số cuối hả? Cũng là mã số cuối cùng của clip nha anh em. Bông trổ vàng thè luôn. Anh em rực rỡ luôn. Anh em mình ủng hộ mình nha. Rồi, này cao tầm khoảng 1,6 m quý vị ơi. À, bông này trổ nè, hết sức luôn không? Bông này bự rồi, cái này bự, cái này cái bông này cái miệng ly xong hỉ bỏ vô bông nó không bao giờ lọt nó cái bông này ha. À, đây nè. À, đây còn đây là cái riêng cái bông này mình thấy 2 4 6 cũng 7 cánh đây ha quý vị. Nó cũng nhiều cánh nó tụt lum. Rồi, tay cạnh đó ha. Rồi, quan. 2 gần 24 tính 23 tính 52 thôi. 23 thì tính xuống 22. Rồi. Giao luôn nhiêu chị? 61 này mình giao luôn cũng em giá 1 triệu thôi nha. Cũng 1 triệu à. Rồi, video mình đến đây là kết thúc nha quý vị. À, trong quá trình xem quý vị thích cái nào cứ alo cho chị đẹp ha. Rồi quý vị nào xem chưa bấm đăng ký ủng hộ kênh giúp mình quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị tiếp sau. Xuống cây. Okay.